Rồi, ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn tiếp cho anh em một cái kỹ thuật căn bản nữa nha. Đó chính là kỹ thuật chạc. Thì như đã nói ở những cái video trước là mình đang làm lại những cái video hướng dẫn cũ cho nó trau chuốt hơn, hình ảnh nó tốt hơn, nó 60fps và nó có độ phân giải cao hơn. Nhưng mà mấy cái video cũ nào mà mình thấy nó chưa có đến nỗi nào thì mình vẫn không có ẩn nó đi, mình vẫn để. Cho nên là các bạn mà xem video này mà thấy là nó hơi khó hiểu thì các bạn có thể xem thử những cái video cũ của mình. Có thể là cái cách truyền đạt cũ nó sẽ hợp với các bạn hơn. Ok, thì trước khi hướng dẫn thì mình sẽ nói sơ một xíu về cái chiếc này nha. Tại vì đây là một cái chiếc nó cũng hơi đơn giản cho nên là nó không có quá nhiều thứ để hướng dẫn. Chủ yếu là các bạn phải hiểu được cái ứng dụng của cái chiếc này vào trong cái combo của các bạn như thế nào. Bản chất của chạc đó là chúng ta sẽ nhích hai cái ngón tay chúng ta làm sao cho cái bút nó quay vòng tròn tại chỗ và nó quay cùng chiều kim đồng hồ. Và hai ngón đó thì nó có thể là bất cứ ngón nào trên bàn tay của các bạn, ví dụ như là ngón cái và ngón trỏ và ngón giữa và áp út và ngón út. Và nếu các bạn có thêm nữa thì nó cứ đi xuống mãi mãi như vậy. Thường thì người ta sẽ không có bỏ nguyên cái chiếc chạc, người ta bỏ vô combo, tại vì bản chất của chạc nó là đứng yên tại chỗ, cho nên là nếu mà bỏ nguyên si vô thì cái combo nó sẽ bị khựng lại tầm vài giây thì nó sẽ rất là kỳ. Chàng trai trẻ này quả là có năng khiếu. Đoạn đầu tôi sử dụng liên khê không quá khó nhưng mà rất là tinh tế. Chắc chắn đoạn sau sẽ là một thứ gì đó bùng nổ. Chính là lúc này. Chạc thì nó sẽ có hai cách dùng. Thứ nhất đó là nó sẽ cấu tạo nên một cái chiếc khác. Ví dụ như là Sonic thì nó sẽ bao gồm nhiều cái chạc nhỏ trong đó. Và cái cách thứ hai là chúng ta sẽ dùng nó để nối một cái chiếc A với một cái chiếc B. Ví dụ như trong cái đoạn linkage này mình có chạc nhẹ một cái, sau đó mình mới chuyển vào cái chiếc khác. Để tập được chạc thì nó sẽ có nhiều cách, nhưng mà mình có một cái cách nó đơn giản như này. Đó là chúng ta sẽ ngửa cái bàn tay ra, cầm cái cây bút làm sao cho cái phần đầu phía dưới nó dài ra như này. Và chúng ta sẽ lắc cái tay. Đó, ta lắc cái tay cho cái cây bút nó quay tròn như này. Và khi nó quay tròn thì chúng ta sẽ cố gắng chúng ta cảm nhận cái cảm giác trên hai cái ngón tay của chúng ta. Chúng ta phải ghi nhớ được cái cảm giác đó thì mới làm chạc được. Sau khi đã hơi quen cảm giác rồi, chúng ta sẽ tiến dần hai cái ngón tay về phía giữa cây bút. Thì lúc này chúng ta lắc nó sẽ khó đi hơn. Và chúng ta buộc phải tác động một cái lực từ hai ngón tay vào cái thân bút thì cái bút mới có thể quay được. Nếu mà các bạn cảm thấy là nó hơi khó quá thì các bạn hơi nhích lên một xíu rồi di chuyển xuống từ từ, chậm mà nó chắc. Cuối cùng khi anh em đã cảm thấy đủ tự tin rồi, tức là anh em cầm ở giữa cái thân bút mà vẫn có thể làm cho nó quay mượt mà được, thì anh em có thể lật ngang cái tay qua. Đối với cái chạc reverse thì nó cũng easy như vậy thôi, nó không có khác một cái gì hết. Tức là những cái bước nãy giờ mình làm, các bạn chỉ việc làm cho nó ngược chiều lại. Tức là đối với hàng chạc này nó sẽ quay cùng chiều kim đồng hồ đúng không? Thì cái chạc reverse nó sẽ ngược chiều kim đồng hồ. Còn lại nó y xì luôn, nó y chang luôn, nó không có khác một cái gì hết. Và các bạn lưu ý với mình cực kỳ quan trọng nha các bạn. Đó là các bạn làm cái chiếc này, kể cả chạc hay là chạc reverse, thì nó phải đánh ra được một cái vòng tròn thì nó mới là cái chiếc chạc nha các bạn. Nó không phải là lắc lên lắc xuống như vậy nha. Thứ hai là chạc và chạc ngược các bạn phải làm được ở cả bàn tay chứ không phải mỗi hai ngón này thôi. Và cuối cùng, chạc là cùng chiều kim đồng hồ, còn chạc ngược là ngược chiều kim đồng hồ nha các bạn. Đù má, cái này ngày xưa mình đã từng bị nhầm, mình tưởng nó chỉ khác mỗi ngón tay thôi, còn chiều là nó y hệt. Suốt 1-2 tháng luôn cứ tưởng đâu là mình làm được chạc ngược rồi, game lại dễ, ai ngờ game lại khó vậy. Ok, thì nếu các bạn cảm thấy video này hay và bổ ích thì bấm vào nút like, share và subscribe để ủng hộ kênh. Gần đây là kênh mình bị giảm tương tác khá là mạnh, tại vì chắc là mình làm video nó không có liên tục, cho nên là một số anh em ngày xưa theo dõi mình thì bây giờ chắc cũng đã nghỉ hết rồi, hoặc là anh em là tới cái trình độ là không có cần phải xem hướng dẫn nữa. Có chứ không phải không có, tại vì chúng ta chơi cái bộ môn này thì một lúc nào đó chúng ta sẽ không có cần phải coi hướng dẫn mà tập theo nữa. Chúng ta sẽ tự phát triển trên cái đôi chân của mình. Và ngoài kia thì cũng sẽ còn rất là nhiều anh em mà chưa có biết, chưa có tập được cái bộ môn này, thì anh em có thể bấm vào nút like để mà YouTube nó sẽ đề xuất cái video của mình cho những anh em đó, những người mà mới bắt đầu chơi chưa biết tập như thế nào. Và ok, thì cảm ơn anh em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em vào những cái video lần sau.